Hello anh em, lại là em đây 26 Gaming đây. Hôm nay em được xin phép em review một cái ác nó thực dạng là khá là nổi tiếng trong server. Cái ác này thì được gọi là cụ tổ cụ tổ về nhì, ông hoàng top 2 anh em ạ. Đó là ác 26 Gaming. Nó <laughs> rất đen anh em ơi. Và anh em cùng xem theo dõi xem là ác 26 Gaming thì em sở hữu được những món đồ gì và tại sao lại BK mà lại không lấy được top 1 mà chỉ được top 2 đó là rất khó của Lam Cường và rất cố gắng lắm rồi và đầu tiên là em <laughs> lì lợm cái mặt ngựa nha em là khá lì lợm cái mặt ngựa em tăng cho mình là 293 điểm sức mạnh cái này là em tăng cái hôm trước là em đeo cái nhẫn sức mạnh thì hiện tại là em thay bằng cái nhẫn thủy thì em sẽ lên cấp nữa em sẽ tăng đủ lên là 295 lên 295 điểm thì là nó sẽ lên một mốc được tay nữa thì hiện tại là chắc sang đầu tháng mới lên được cấp thì em sẽ up luôn 293 sức mạnh và 212 điểm chi si khí máu xuống ngựa của em không ngami là 2k6 và bảng kỹ năng của em đây em tăng 28 điểm chấn phái 20 điểm 6x 20 điểm hộ pháp hộ phong pháp và 20 điểm côn lôn đao pháp và nhất khí tam thanh đây em em đọc em đọc nó hơi dài dòng một tí nhưng mà nhiều anh em sẽ muốn nó kỹ lưỡng hơn tí nghĩa là em không tăng huyền thiên vô cực luôn bởi vì server hiện tại là thì nó cũng ít thiếu lâm ở tống kim ấy nên em cũng không ngại lắm em cũng không tăng huyền thiên anh em nhá còn bây giờ là em sẽ đi vào đồ nhá anh em nhá đầu tiên là em sử dụng cho mình một cái mũ sinh lực 171 nói chung là cái mũ này thì nó chỉ hợp với côn lôn thôi nó chỉ hợp với côn lôn thôi anh em ạ nó chỉ hợp với côn lôn như kể cả như cái phái hệ thổ như võ đang nó cũng không hợp nó chỉ hợp với côn lôn bởi vì nó được nhiều sinh lực là 171 điểm sinh lực này và một cái đao sát thương vật lý ẩn là 22 điểm sinh lực 18 và tốc độ đánh 20 phần cái đao này là của anh một sẹo anh một sẹo mua cái đao này với giá là hai củ và anh ấy hiện tại là anh ấy đang chuyển sang côn lôn xét nên anh ấy bảo là anh vất cho mày cái đao này mà đánh còn em thì sở hữu vẫn là cái đao tốc 30 sát thương 85 ở trong dương anh bảo là anh chưa dùng đến thì mày cứ dùng đi lúc nào anh dùng thì mày đưa anh sau cũng được thì em bảo ok thế thì em mượn em đánh đồ là đồ mượn nhưng anh em nhá. em nói rõ luôn đồ nào của em đây là đồ mượn anh ấy cho em mượn là cái đao này với trị giá là 2 triệu bạc anh ấy mua và một cái dây truyền thủy sinh lực 13 à, nội lực 13x sinh lực 10x và khá tất cả hai cái này thì em chỉ đeo mục đích chính của em là em đeo em lấy sinh lực và nội lực và cộng cái kháng tất cả hai điểm thôi. Chứ thật ra là nó không vào vào form đồ của em nhé anh em nhé. Em sẽ tìm một là cái dây chuyền kim có kháng tất cả, có sinh lực và có sức mạnh hoặc là một cái dây chuyền thổ. Chứ em không phải là em đeo dây chuyền thủy nhé. Bởi vì hiện tại là nó chưa có cái dây chuyền nào nó, nó ưng ý với em thì em mới chỉ đeo cái dây chuyền này tạm thôi. Và một cái áo thổ đường ngay giáp thời gian phục hồi 40 sinh lực 14x sinh lực 14x cái áo này hiện tại là... Đồ em thì em chỉ ưu tiên là sinh lực anh em ạ. Em nói rõ luôn là con côn này của em là em ưu tiên sinh lực. Và một cái dây... Và một cái đai lưng. Đai lưng hỏa. Thời gian làm chậm 40 ẩn 1. nội lực 4X. Và sinh lực 124. Cái đai lưng này là em trên da. Cái đai lưng này em trên da nha anh em nhé Và một cái nhẫn... Uh, thời gian làm chậm 40. Thể lực 17X. thân pháp 7. nội lực 28. Và sinh lực 60. Cái nhẫn này thì em cũng được mua lại với anh em trong bang là của của Bún Hến. Bún Hến để lại cho em với giá là 7 kim. Đồ mua sao em đọc giá vậy luôn? Là 7 kim. Một cái bao tay sinh lực 55, kháng lôi 27, nội lực 54. Bao tay này thì hôm đấy là em săn ra được cái đai lưng sinh lực 100 và kháng lôi 29 thì em bán cho anh Xiao uh, thì là anh ấy đưa cho em cái bao tay này cộng với 7 kim thì là coi như là em coi như là em mua cái bao tay này là free, được free và một cái ngọc bội sinh lực 157, Tháng lôi 13, nội lực 30. Ngọc bội này là cũng của Bún Hến, bán cho em với giá trăm vạn. Toàn anh em trong bang, đồ của em thì thật sự ra là toàn đồ dã tẩu. Đồ em là đồ dã tẩu thôi, toàn được anh em cho, cho với cả bán rẻ. Tâm ra là nó không có gì giá trị lắm. Và một cái nhẫn thủy, thời gian choáng 20, nội lực 76, Tháng hỏa 10 và sinh lực 46 cũng được cho. Ồ, toàn đồ cho. <laughs> và một cái giày thủy Thời gian choáng 30, nội lực 10, sinh lực 11, 117, kháng hỏa 15 và tốc độ di chuyển 23. Cái giày này thì cũng là em nhấc ở shop OLED ra. Em cũng nhấc shop OLED ra. Nói <laughs> chung đồ em trên người thì nếu mà tính ra nhá. Được cái đào là 2 triệu, tay lưng này 5 kim. Đâu là chắc đồ trên người em cứ tính vào khoảng tầm 2 triệu rưỡi. Còn con ngựa, con ngựa này hôm qua em mới mua với giá 17 kim nữa. À, và một triệu nữa là 3 triệu rưỡi tổng ác uh, của em là 3, 3 triệu 6 17 Kim thì vì mình phải phải tươi lên thêm 2 kim nữa đúng không anh em đó là vào 3 triệu 6 tổng các em là có 3 triệu 6 ác uh, của em thì ăn đã, đã ăn được hai uh, võ lâm mật tịch free cũng như là được uh, mua được một cuốn tẩy thủy kinh nha anh em nhé Vâng em xin phép em kết thúc video clip review ác uh, lì lợm cái mặt ngựa ở đây nhớ anh em nhé <laughs> Bye bye anh em anh em nào đi qua thì nhớ ủng hộ em trường một like cũng như một sắp nha anh em nhé Bye-bye, game.